Đối với trẻ nhỏ, việc được rèn luyện phát âm tiếng Anh chuẩn ngay từ đầu là vô cùng cần thiết. Nắm bắt được vấn đề này, bà Bilala đã ứng dụng thành công công nghệ nhận diện giọng nói trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy tiếng Anh trực tuyến, giúp trẻ em cải thiện phát âm và tạo nền tảng vững chắc cho việc học ngoại ngữ của các em về sau. Dựa trên giáo trình được xây dựng tương đương chứng chỉ Cambridge Starter, bà Bilala đã xây dựng khóa học của mình theo tiêu chuẩn ngôn ngữ chung châu Âu, giúp bé có thể làm quen và xây dựng nền tảng tiếng Anh một cách tốt nhất với 3 cấp độ, cùng với 75 chủ đề, 100 bài hát và 5.000 trò chơi tương tác. Ứng dụng Bilala áp dụng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, trong đó nổi bật là tính năng iSpeak độc quyền, giúp trẻ học tập hiệu quả hơn và cải thiện kỹ năng phản xạ giao tiếp. Với Bilala, mỗi bài học đều đem lại niềm vui và sự hứng thú cho việc học tiếng Anh của trẻ. Từ đó trẻ học tập hiệu quả và có sự tiến bộ rõ rệt sau một thời gian ngắn sử dụng. Sau một thời gian ngắn thôi nhưng mà mình nhận thấy là bé tiến bộ rất là rõ rệt, bé hào hứng và chủ động học tiếng Anh hơn. Chỉ sau hơn một năm ra mắt, ứng dụng Bilala đã có hơn 4,5 triệu lượt tải về và sử dụng. Không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam, Bilala còn mang tiếng Anh chuẩn quốc tế đến với các gia đình trong cộng đồng phụ huynh Đông Nam Á và trở thành ứng dụng tiếng Anh trẻ em có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Đông Nam Á trong năm 2021.